Bây giờ là 7 giờ rồi, hôm nay mình có ca học lúc 12 giờ 15 nên là mình sẽ dậy muộn hơn bình thường. À không, dậy muộn hơn một xíu. Ok, đi xin cá nhân thôi. Bye bye. Là 9:12 mình sẽ không học nữa và chuẩn bị đồ rồi, make up rồi, ăn cơm xong rồi đi học. Tại vì nhà mình cách trường khá xa nên là mình sẽ học lúc 11 giờ. Ok, đây là chỗ mà mình để đồ skincare. Đây, dưới này là kiểu mặt nạ của mình ấy. Còn bên này thì đây là túi đựng đồ makeup của mình để trong túi tại vì kiểu mình sợ để bên ngoài bị bụi với bẩn ấy. Bây giờ sẽ lấy một số đồ skincare cơ bản. Không, thực ra mình sẽ chỉ dùng toner với cả son dưỡng thôi. Tại căn bản là mình lười. Mình cả lấy đồ makeup nha.
Cô đến muộn 30 phút mọi người ơi. Ý là cô có việc nên đến muộn. Yeah.